Thủ tướng phân công nhiệm vụ cho 5 phó thủ tướng. Ngày 28 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định phân công nhiệm vụ của các phó thủ tướng chính phủ. Theo đó, ông Nguyễn Hòa Bình được phân công làm nhiệm vụ phó thủ tướng thường trực, chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính còn phân công phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình làm trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, trưởng ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đối với Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Thủ tướng Phạm Minh Chính phân công nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Quy hoạch Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Tài nguyên nước, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Chủ tịch Ủy ban An ninh Hàng không Dân dụng Quốc gia, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long được Thủ tướng Phạm Minh Chính phân công theo dõi, chỉ đạo Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, đồng thời làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phước được phân công theo dõi, chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Thông tin Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Bảo hiểm Tiền gửi. Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, Trưởng ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp. Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn được phân công theo dõi, chỉ đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Bộ Khoa học Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam Trung Quốc, Trưởng ban chỉ đạo Nhà nước về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền, Trưởng ban chỉ đạo về nhân quyền, Trưởng ban chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.